Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Hùng Beauty. Ở trong video hôm nay mình sẽ làm về chủ đề mà mọi người yêu cầu mình khá là nhiều, đấy là chủ đề về dưỡng trắng da mặt. Từ ngày mà mình làm YouTube ấy thì cái da của mình nó đen đi khá là nhiều, bởi vì là mình quay chủ yếu thì bằng ánh sáng tự nhiên. Những cái lúc mà nắng nhất khoảng tầm 12 giờ trưa thì mình thường là quay video để cái màu lên video nó được đẹp ấy, cũng không quá để ý đến cái việc là da mình nó bị đen đi, cho đến một hôm là mình đánh nền thì cái nền đấy là bình thường nó thiệp hẳn vào da của mình luôn. Nhưng mà hôm đấy thì mình thấy là nó sáng hơn da mình phải đến 2 tông ấy, nên là mình mới biết là da mình nó bị đen đi và nó đen hơn cái da tay của mình rất là nhiều ấy. Nên là hôm đấy thì mình mới biết là mình cần phải dưỡng trắng da mặt. Da mình đợt trước thì trộm vía là khá là khỏe và sáng, nên là chỉ cần quan tâm đến việc dưỡng ẩm da thôi. Nhưng mà sau cái đợt đấy thì mình cực kỳ quan tâm đến việc dưỡng trắng da mặt. Mình đã có tìm hiểu và thử qua các sản phẩm thì mình tìm được cái em này. Em này là Snow White Cream đến từ nhà Secret Key. Kem dưỡng trắng da đa năng Secret Key Snow White Cream được sản xuất tại Hàn Quốc, sử dụng công nghệ kết hợp giữa niacinamide và chiết xuất từ sữa, có tác dụng là cung cấp độ ẩm, dưỡng chất, cải thiện làn da từ sâu bên trong. Đồng thời sản phẩm còn có khả năng là cung cấp nước và các loại khoáng chất, giúp làn da khô ráp sần sùi trở nên ẩm mượt và mịn màng hơn. Đặc biệt với khả năng giúp làn da trở nên mềm mịn, lỗ chân lông se khít và làm đều màu da, kem dưỡng trắng da đa năng Secret Key Snow White Cream còn được dùng làm kem lót, kem nền hoặc kem dưỡng ẩm hàng ngày. Ok, trên mặt mình hiện tại thì chưa có gì cả. Mình chỉ mới là cái lông mày chút mascara và đánh tí son cho nhìn nó đỡ nhợt nhạt hơn thôi. Mình sẽ thoa kem lên cho mọi người xem nhé. Một cái tip khi mà mình thoa em này thì mình sẽ thoa từng cái lớp mỏng thôi, để em nó thể là thấm vào da một cách nhanh hơn. Mình sẽ lay được khoảng tầm 2-3 lớp gì đấy. Còn nếu mà mọi người thoa một lần lớp khá là dày thì nó sẽ hơi bị khó tán ấy. Mình đã thoa xong một cái lớp mỏng. Chắc mình sẽ thoa lên một cái lớp nữa nhé. Thoa một cái lớp mỏng như thế này thì em nó thấm vào da cực kỳ nhanh luôn. Mọi người chịu khó là layer khoảng 2 lớp gì đấy. Khi thoa thì mọi người vỗ vỗ như thế này. Mọi người chịu khó là vỗ vỗ em nó như thế này thì em nó sẽ thấm nhanh hơn là cái việc là xoa tròn ấy. Đây là cái da của mình sau khi mà vừa mới thoa kem xong. Mọi người nhìn thì có vẻ là thành nó sẽ hơi trắng khoảng tầm 1 đến 2 tông, nhưng mà để khoảng tầm 5 đến 10 phút thì em nó sẽ thiệp hẳn vào da và để lại một cái finish rất là đẹp. Khi mà mình chạm tay như thế này thì sẽ hơi dính nhẹ một chút, nhưng mà cảm giác ở trên da rất là đủ ẩm. Mọi người nhìn packaging em này có quen không? Em này là cùng dòng với cái em mà Snow White Multi Pack mà dùng để dưỡng trắng da body ấy. Em đấy thì cực kỳ hot rồi đúng không? Em này thì có tác dụng là 3 trong 1. Tác dụng đầu tiên của em nó là làm một cái lớp lót trang điểm hoặc là một cái kem nâng tông cho những cái bạn mà không thích đánh nền nhưng mà muốn có một làn da kiểu hơi đều màu và sáng nhẹ một chút thì cực kỳ nên sử dụng em này. Nhưng hôm nay thì mình chỉ đánh em này và thoa một cái chút che khuyết điểm ở vùng cuống thắt mắt thôi thì nhìn cũng khá là ok. Những cái bạn mà da có ít khuyết điểm thì mình cực kỳ recommend em này cho mọi người nhé. Tác dụng thứ hai cũng là quan trọng nhất của em nó, đấy là dưỡng trắng da. Mình thì cũng chỉ mới sử dụng em nó khoảng hơn 1 tháng thì mình thấy là cũng có làm sáng da của mình thật, nhưng mà cũng chỉ tầm nửa tông thôi ấy. Còn những cái vết thâm mụn của mình thì mình thấy là cũng mới đi khá là nhanh. Dưỡng trắng da thì cần có thời gian nên là mình sẽ sử dụng hết em này và review lại cho mọi người nhé. Còn sử dụng những cái loại kem mà họ quảng cáo là trắng bật tông ngay từ lần đầu tiên ấy thì chắc chắn là kem trộn rồi. Dùng xong thì sẽ trắng thật nhưng mà khoảng tầm một thời gian sau ấy, da nó sẽ kiểu lanh tanh bánh luôn ấy. Nên là mọi người chỉ nên sử dụng những cái kem mà có thành phần và xuất xứ đảm bảo nhé. Tác dụng cuối cùng của em nó đấy là dưỡng ẩm. Trước khi đi ngủ thì mình chỉ thoa một cái lớp em này thôi, nhưng mà ngày mai sau khi mà mình ngủ dậy thì da cực kỳ đủ ẩm. Nhưng mà nó sẽ hơi đổ dầu một chút ở vùng mũi vì chất kem của em nó hơi đặc. Cái bạn mà da khô hoặc là da hỗn hợp thì cực kỳ nên sử dụng em này, đặc biệt là vào mùa đông bởi vì em nó dưỡng ẩm rất là tốt. Em này thì có trọng lượng là 50g, nhìn nó nhỏ như thế này thôi ý, nhưng mà có thể sử dụng được khoảng tầm 1 đến 5 tháng mới hết được một cái hộp như thế này, bởi vì là chất kem của em nó khá là đặc. Mỗi lần sử dụng thì mình chỉ cần dùng một cái lượng nhỏ thôi thì có thể là dưỡng ẩm được cho toàn mặt rồi. Mình nhớ không nhầm thì giá của em nó cũng rất là rẻ nữa. Một cái hộp như thế này sử dụng trong 4 đến 5 tháng thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Một cái điểm duy nhất mà mình không thích ở em này đấy là em nó có một cái mùi thơm khá là nồng. Bản thân mình thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà một số bạn mà
không thích mỹ phẩm có mùi thì sẽ không thích em này. Tổng kết lại với một em kem có tác dụng 3 trong 1 như thế này, vừa dưỡng trắng, vừa dưỡng ẩm, vừa làm một cái lớp kem lót nâng tông thì mọi người cực kỳ nên mua luôn nhé. Đặc biệt là những cái bạn mà đang sử dụng cái em Snow White Beauty Pack ấy, sử dụng thêm em này đúng chuẩn một combo hoàn hảo luôn ấy. Với những cái bạn mà quá dị ứng với mùi ở trong mỹ phẩm thì mình nghĩ là cũng nên lưu ý một chút. Video hôm nay cũng sẽ có một cái giveaway nho nhỏ, mình sẽ dành tặng một cái hộp kem này cho một bạn may mắn nhất. Tỷ lệ tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Link mua hàng thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình và vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Còn bây giờ thì bye bye.